Trâm Quan đã quay trở lại với Amber Channel, lại là mình đây. Khi mà nhắc đến những thương hiệu bàn phím nổi tiếng thì một trong những cái tên chúng ta không thể nào bỏ qua được đó chính là Keychron, với những dòng như là K1 này, K4 này, K6 này, K8 hay là K3 chẳng hạn. Và trước đây thì mình cũng đã có từng dùng qua và đã có từng review một số sản phẩm đến từ nhà Keychron rồi. Ví dụ như là con K1 V4 này, rồi con K4 thì mình cũng đã có một khoảng thời gian sử dụng rất là dài. Và cá nhân mình thì mình khá là hài lòng về cái chất lượng sản phẩm cũng như là về cái giá tiền của những sản phẩm đến từ nhà Keychron, mức giá hợp lý, chất lượng sản phẩm lại ngon. Và với sản phẩm Keychron K3 mình đã có ở đây thì đây là một cái dòng phím cơ, nhưng nó sẽ dành cho những bạn mà đang dùng Mac và đang muốn có một chiếc bàn phím siêu mỏng, siêu trâu và cũng như là có một cảm giác gõ cực kỳ tốt, thì với sản phẩm Keychron K3 V2 này nó là cực kỳ hợp lý. Thế bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để đánh giá về sản phẩm Keychron K3 V2 này, để xem nó sẽ có những gì thú vị và chúng ta có nên mua hay không nhé. Thì nếu mà bạn nào quan tâm về sản phẩm này thì chắc là mình đường link mua hàng mình sẽ để ở dưới phần mô tả video cho các bạn nhé. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói về những phụ kiện khi mà chúng ta nhận được khi mà mua bàn phím Keychron K3 V2. Các bạn sẽ có một chiếc bàn phím, các bạn sẽ có một sợi dây dù đó, rất là cao cấp, nhìn nó cứng cáp thật sự luôn các bạn ạ. Rồi các bạn sẽ còn có thêm một vài cái phím thay thế. Rồi các bạn sẽ còn có thêm ở đây là cái để chúng ta có thể là nhấc được cái keycap ra, cũng như là nhấc được cái phần switch ở bên trong. Tại vì với chiếc Keychron K3 V2 này, nó sẽ có tính năng là hot swap, một trong những tính năng mà chỉ xuất hiện trên những dòng bàn phím gọi là tầm trung thôi. Ok, với chiếc bàn phím Keychron K3 V2 này thì mình thấy rằng là đây là một chiếc bàn phím có thiết kế rất là gọn. Tại vì là cái layer, cái thiết kế bàn phím của nó thì nó sẽ thiết kế theo dạng là 75%. Đó, nó sẽ loại bỏ đi cái hàng phím số kế bên. Thế nên là nếu các bạn đang xác định là tính toán nhiều và chúng ta cần cái hàng phím số thì đây chưa phải là một cái sản phẩm hợp lý lắm. Và đặc biệt là nếu anh em mà chơi những tựa game như là GTA 5 này nọ thì cái phần setup phím này thì mình thấy rằng là cũng hơi đau đầu. Vì nhá, là với cái phím này thì nó chỉ phù hợp với những bạn mà làm văn phòng hoặc là chúng ta chơi game nhẹ nhàng thôi. Còn nếu mà xác định là chơi game như kiểu là GTA 5 hoặc là chúng ta tính toán Excel nhiều thì cái phím số bên này là một trong những điểm bắt buộc phải có. Rồi, về tổng thể thiết kế ấy, thì bàn phím này nó rất là mỏng các bạn ạ. Và khu vực dày nhất ở bên trên ấy, thì nó cũng chỉ là 2,2cm thôi các bạn ạ. Còn cái khu vực bên dưới này thì nó cũng chỉ là dày hơn 1cm một tí xíu. Tổng thể thiết kế của chiếc bàn phím này nó rất nhỏ, gọn và nhẹ. Mình có thể là đút nó rất thoải mái ở trong ba lô của mình và để kèm cái MacBook của mình, và không bị quá nặng, không bị quá dày và chiếm diện tích. Thứ hai nữa là cái phần hoàn thiện của sản phẩm này thì mình đánh giá nó rất là tốt. Cái phần plate ở phía trên này thì nó sẽ được làm từ chất liệu là nhôm nguyên khối, và mình thấy rằng là cái chất liệu nhôm này nó cho một cảm giác cứng cáp, chắc chắn hơn rất là nhiều so với những bàn phím khác đang có chất liệu nhựa trong cái tầm giá dưới 2 triệu. Và với cái bàn phím này thì mình thấy có những cái điểm cộng khác, ví dụ như là cái click để nâng lên ấy, thì với chiếc bàn phím này tuy nó mỏng như vậy nhưng mà với chiếc bàn phím này chúng ta sẽ có thể là nâng lên được ở hai cái nấc khác nhau, thay vì là một số bàn phím khác có thể là to hơn nhưng mà chỉ có một nấc. Và mình thấy rằng là cái bàn phím này thì nó sẽ thuận tiện cho người mà cần một cái bàn phím có cái phần tựa cao hoặc là tựa thấp thì đều có thể là dùng được. Còn cái điểm tiếp theo là về phần keycap, thì đây là một chiếc bàn phím siêu nhỏ nên là cái phần keycap của nó cũng rất là mỏng, và cảm giác khi mà chúng ta sử dụng ấy thì theo mình nhé là chưa được chắc chắn lắm đó. Và cái keycap này nếu chúng ta bỏ trong túi sách này nọ mà không cẩn thận thì có thể là bị dính vào vải đó, nó có thể là rơi ra ngoài. Nên là nếu các bạn sử dụng cái bàn phím này thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên dùng thêm một cái bao, một cái thứ bảo vệ bàn phím nữa thì sẽ ngon lành hơn, tránh cái tình trạng là cái phần keycap của nó sẽ bị văng ra ngoài nhé, sẽ bị dính lại hoặc là bị kẹt vải. Cái phần keycap đang có trên chiếc bàn phím Keychron K3 V2 này thì đây là dạng keycap xuyên LED. Tuy nhiên thì cái màu sắc của nó đối với cá nhân mình thì mình thấy chưa được đẹp cho lắm. Còn cái việc là keycap xuyên LED này thì các bạn có dùng cả đời thì nó cũng không thể nào mà bị mờ hết, nên là đây cũng là một cái điểm cộng. Còn nếu các bạn mà muốn đẹp hơn thì các bạn có thể thay những cái tầm, những thông màu mà các bạn thích, hoặc là lựa chọn những cái bộ keycap các bạn thích. Còn cá nhân mình thì mình cảm giác là cái màu đang có trên cái bộ keycap Keychron K3 V2 này, và đặc biệt là những dòng bàn phím của nhà Keychron ấy, thì thực sự là chưa quá nổi bật. Cái phiên bản mình thích nhất là phiên bản màu trắng thì nó lại không có, các bạn hơi đau đầu, nhưng mà không sao. Còn về cái phần là kết nối ấy, thì với chiếc bàn phím này
chúng ta có thể có hai cách kết nối. Một là USB Type-C, nó sẽ có cổng USB Type-C nằm ở đây, đồng thời để sạc và đồng thời để hỗ trợ kết nối khi mà chúng ta muốn kết nối thông qua cáp để cho tốc độ nó chính xác hơn, nó nhanh hơn chẳng hạn, hoặc là các bạn dùng để chơi game chẳng hạn. Đó, hai là chúng ta có thể dùng kết nối Bluetooth. Và cái việc mà chuyển cái kết nối cũng như là bật tắt các chế độ khác nhau thì cực kỳ đơn giản. Con này có thể kết nối được với cả Mac này, kết nối được cả với điện thoại này, kết nối được với cả Android, kết nối được cả laptop Windows. Chúng ta sẽ có những công tắc ở đây, có thể là gạt qua Android và Windows, hay là gạt qua một cái sẽ là Mac cộng với là iOS. Và các bạn có thể là lựa chọn chế độ Bluetooth này, off này, hoặc là cable ở đây để có thể kết nối bằng dây. Nói chung ấy, là cái cách mà chúng ta kết nối cái sản phẩm này với lại máy tính thì nó quá đơn giản luôn. Và cái Bluetooth con này thì là Bluetooth 3 điểm, tức nghĩa là chúng ta có thể là dùng nó kết nối được với MacBook, đồng thời chúng ta sẽ kết nối với điện thoại và chúng ta có thể kết nối thêm với một cái điểm khác. Thì khi mà chúng ta chuyển lại, các bạn chỉ việc nhấn FN+123 là có thể switch chuyển đổi từ thiết bị này sang thiết bị kia cực kỳ nhanh. Và mình thấy đây là một cái điểm rất là hay, phù hợp cho cái nhu cầu sử dụng của mình. Tại vì cá nhân mình thì mình dùng cả PC mà mình dùng cả MacBook, thế nên là khi mà cần thì mình chỉ việc FN+1, FN+2, FN+3 là mình có thể thay đổi được rồi. Đó, và cái độ delay khi mà mình sử dụng Bluetooth ấy thì gần như mình không cảm nhận được. Thực sự là với cá nhân mình thì mình không có nhạy cảm đến cái mức mà mình có thể cảm nhận được cái độ delay giữa cái việc là bàn phím Bluetooth và cũng như là cái tích mình gõ trên màn hình. Hiện tại thì mình rất là hài lòng về tốc độ kết nối của chiếc bàn phím này. Nó nhanh cũng như là rất là tiện lợi. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói về cái cảm giác gõ cũng như là khi mà mình kết nối với Mac thì con này nó làm được gì nhá. Đầu tiên ấy là về cảm giác gõ đi. Thì nếu các bạn đang thích những chiếc bàn phím cơ hoặc đã dùng quen những chiếc bàn phím cơ, cái hành trình phím nó sâu và cái lực ấn nó mạnh rồi, thì thực sự khi mà qua cái con Keychron K3 V2 này thì cảm giác nó sẽ hơi hụt hẫng các bạn ạ. Tại vì cái hành trình phím của nó mình nghĩ rằng là nó chỉ bằng 1/2, 1/3 so với những chiếc bàn phím cơ truyền thống mà thôi. Nên là khi các bạn gõ hoặc khi chúng ta mà kiểu chơi game ấy thì nó sẽ không thể nào mà có được cái trải nghiệm là tốt nhất. Đó, nên là nếu xác định luôn là các bạn dùng nó để chơi game thì thôi bỏ qua nhá. Còn nếu các bạn đang dùng MacBook và các bạn muốn kiếm cho mình một chiếc bàn phím bấm nó phê hơn, nó tương thích hoàn toàn với Mac, thì đây chính là một cái lựa chọn không thể nào bỏ qua. Với chiếc bàn phím này có một cái hay là nó có thể là để vừa cái phần bàn phím đang có trên con MacBook của mình. Thế nên là nếu các bạn muốn nó gọn gàng thì chỉ việc chụp lên con MacBook 13 inch mình đang có ở đây thì chúng ta có thể gõ nó thay cho cái bàn phím của MacBook Pro 13 inch luôn. Hoặc là nếu các bạn muốn nó để ngoài thì mình thấy là để ngoài nó cũng rất là gọn gàng. Tại vì tổng thể thiết kế của con này thì nó rất là nhỏ, cảm giác gõ của chiếc bàn phím này thì nó êm, hành trình phím hơi nông, nhưng mà với một số bạn dùng Mac quen rồi thì qua con này là perfect rồi. Đó, về còn cái phần là switch ấy, thì con này sẽ dùng phiên bản mình đã có ở đây thì nó sẽ dùng là Pro Switch, nâu các bạn. Và với switch này thì gần như khi mà mình ấn nó không có một cái âm thanh nào quá đáng kể ở đây. Nó có rất là êm, rất là mượt. Và nếu các bạn làm trong văn phòng này, chúng ta làm trong điều kiện tối, không muốn bị combat, không muốn bị ganh thì sử dụng chiếc bàn phím này là quá ok rồi. Còn về cái tính năng hỗ trợ cho Mac ấy, thì đây là một chiếc bàn phím sinh ra cho Mac luôn. Tại vì các bạn có thể nhìn ở cái nút command ở ngay dưới này này, đó, tương thích hoàn toàn với Mac. Các bạn có thể là điều chỉnh độ sáng này, rồi chúng ta có thể là bật tắt app này, điều chỉnh next bài này, tạm dừng này. Chúng ta có thể screenshot trực tiếp bằng cái nút ở trên cái bàn phím này luôn. Nói chung là tất cả những tổ hợp phím đang có trên MacBook của mình thì gần như mình đều có thể dùng được trên con phím Keychron K3 V2 này. Phải nói rằng là quá perfect dành cho những anh em dùng Mac. Thế thì Windows thì sao? Thì mình thấy rằng là Windows nó cũng không có bất kỳ một vấn đề nào cả. Chúng ta vẫn dùng nó như bình thường, chúng ta vẫn có thể kết nối dùng F1, F2, F3, F4, F5, F10 hoàn toàn bình thường. Và phải nói rằng là đây là một chiếc bàn phím rất đa dụng, nhỏ gọn và phù hợp với đại đa số nhu cầu người dùng của chúng ta. Còn về cái thời lượng pin ấy, thì con này trang bị một cái dung lượng pin thực sự là không quá trâu vì thiết kế của nó hơi nhỏ, hơi mỏng. Và theo cái thời gian trải nghiệm thực tế của mình thì mình có thể dùng được 4-5 tiếng một ngày và mình có thể dùng liên tục được tầm 5 ngày với chiếc bàn phím đang có trên tay mình ở đây. Tức là thời gian sử dụng pin trung bình của nó tầm 25 cho nên là 30 giờ liên tục với điều kiện là mình không có bật LED. Và thực sự là nói đến cái LED trên chiếc bàn phím này thì mình cũng thấy rằng đây là một cái điểm chê. Thì tại vì LED trên chiếc bàn phím này nó không quá sáng, cho dù các bạn cắm cáp vào, cho dù các bạn điều chỉnh độ sáng lên cao nhất thì cái LED của nó cũng chỉ dạng như là LED Blacklit đang có trên cái bàn phím của MacBook mà thôi. Nó chỉ sáng nhẹ nhẹ để chúng ta có thể là thấy được cái bàn phím và để chúng ta có thể là xác định được cái phím chúng ta cần ấn trong điều kiện tối thôi. Nói chung á, là nếu các bạn thích màu mè thì chiếc bàn phím này chưa hợp lý cho lắm. Ok, như vậy trong video này thì mình đã cùng tất cả các bạn đánh giá về chiếc bàn phím Keychron K3 V2. Đây là một chiếc bàn phím
dành cho những bạn đang dùng Mac, cần một cảm giác gõ tốt, cần một thiết kế mỏng nhẹ đẹp thì đây là lựa chọn hợp lý nhất. Các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Có bạn nào đã dùng qua hay chưa? Đừng quên comment để lại ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video nhé. Và đường link mua hàng thì mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video nếu anh em cần mua nó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye, nhớ để lại một like và subscribe nhé.